Thân mến, kính chào tất cả quý khách hàng quay lại với kênh máy xúc nhập khẩu xe Ben của chúng tôi vào buổi tối ngày hôm nay. Trên màn hình ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý bà con nhà mình một sản phẩm, đó là PC50E. Đấy, tờ hải quan đầy đủ này, con này chúng tôi mới gia công này, tháo lắp nhanh có này, đàn chân thì một số trên cái mình của con này thì chúng tôi có nhé, đó nặng lại một chút xíu rồi. Tháo lắp nhanh thì tháo lắp này chúng tôi mới lắp vừa rồi, lắp là để sao cho đi làm cúc móng để đổi dầu, thay dầu cho nó nhanh, tính tháo ra nhiều thôi để nguyên bán luôn. Đấy, quý vị quý anh chị mà đang cần sử dụng cái sản phẩm mà cần kỹ thuật ở 50-2E này, chúng tôi đang để ở khu vực Bình Dương, quận An Nhân, Bình Dương quý vị nhé, thì quý vị có thể đến tận nơi để tham khảo cái sản phẩm này của chúng tôi. Anh chị em bà con nhà mình đã mua qua của chúng tôi rồi thì cần cọc tiền thôi, chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể nhất rồi chúng tôi sẽ chở xe xuống, quý vị có thể nhìn thấy xong. Đó là những anh chị em đã và đang mua của chúng tôi rồi. Thôi bây giờ thì cũng xin kết thúc video đây. Mọi thông tin chi tiết cụ thể nhất thì chúng tôi vẫn cứ gửi trực tiếp qua Zalo cho quý vị. Thân ái quyết thắng, kính chào, hẹn gặp lại mọi người.